2021, một năm đầy biến động. Vòng xoáy đại dịch, thiên tai, biến động chính trị đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp trong và ngoài nước, và VNPARCO cũng không ngoại lệ. Trước những khó khăn thách thức từ tình hình xã hội, VNPARCO đã có những bước đi mang tính thích ứng linh hoạt với thời đại. Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo hướng dẫn kịp thời các phòng ban để triển khai thực hiện, kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ kinh doanh cũng như hình thức tổ chức sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế. Chưa bao giờ một doanh nghiệp truyền thông với đặc thù là thực hiện sản xuất ghi hình các chương trình thực tế lại gặp khó khăn lớn như vậy. Trong năm 2021 thì là một năm đặc biệt khó khăn với tất cả các doanh nghiệp, và VNPARCO thì cũng không ngoại lệ. Đặc biệt đối với phòng kinh doanh, ngay từ đầu năm thì tất cả những cái kế hoạch, các chương trình đã lên cũng như là cái nhân sự đã chuẩn bị từ khoảng 25 nhân sự cho tất cả các đầu chương trình ấy. Thì cái giai đoạn mà bắt đầu vào tháng 4 khi mà dịch bệnh bắt đầu ảnh hưởng thì cái nhân sự biến động nó chỉ còn khoảng 10 đến 12 đến 15 nhân sự thôi. Tuy nhiên thì trước những cái khó khăn như vậy thì phòng kinh doanh, những anh em còn lại trong cái thời điểm mà gần như là cái biến động nhân sự lớn ấy, thì cũng như là đã họp bàn và đưa ra những cái chiến lược, đồng thời cùng với cái sự định hướng của ban lãnh đạo công ty là đưa ra những cái chương trình phù hợp trong cái thời điểm đó. Trong năm vừa qua có thể nói là một năm vô cùng khó khăn đối với mình cũng như anh chị em trong công ty bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Doanh nghiệp rất là e ngại làm truyền thông. Trong tình thế đó, công ty VNPARCO đã đưa ra những chính sách, biện pháp vô cùng kịp thời và hiệu quả. Ví dụ như đưa ra những cái format mới giúp cho doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn hơn. Đặc biệt là đưa ra chế độ lương thưởng phù hợp, khích lệ tinh thần anh chị em trong công ty. Các cái nhân sự của chúng ta ấy, thì phải thay đổi, thích ứng như thế nào trong cái thời điểm dịch đối để làm sao mà kết nối cùng doanh nghiệp, truyền thông cho họ được. Cái vấn đề thứ hai là cái việc mà chuyển từ cái cách làm việc giữa làm việc offline tại văn phòng và sang cái làm việc online thì cũng khá là nhiều doanh nghiệp chưa chuẩn bị được, cũng như là cái việc mà làm sao mà để nó mang lại hiệu quả tốt nhất khi làm việc online tại nhà. Ngoài cái những cái khó khăn ấy, thì 2021 cũng có những cái điểm rất là tích cực khi mà chúng ta thay đổi từ cái việc quay tại doanh nghiệp sang cái trường quay. Và 2021 thì cũng rất là nhiều những cái hiệu quả, đặc biệt tín hiệu của hai quý cuối năm ấy, thì đạt rất là nhiều những cái thành công. Dù khó khăn từ đại dịch Covid-19, nhưng điểm lại sự thích ứng, thay đổi của VNPARCO trong suốt thời gian qua đã cho thấy sự nhạy bén, linh hoạt, tinh thần đoàn kết từ một tập thể, đồng thời đảm bảo chăm lo tốt cho người lao động. Vì vậy, mặc dù trong khó khăn, nhưng hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 đã được triển khai hoàn thành. Chịu nhiều tác động do đại dịch Covid-19, nhưng tập thể VNPARCO vẫn đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2020. Cụ thể, trong năm 2021, VNPARCO đã ký kết và hợp tác với hơn 1.000 doanh nghiệp trong việc tư vấn và phát triển truyền thông marketing cho những doanh nghiệp đó, cho ra nhiều chương trình truyền hình, sản phẩm truyền thông với nhiều format đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp. Xin chào mọi người. Năm 2021 vừa qua thì cả công ty cũng trải qua một thời gian khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid. Đặc biệt là trong văn phòng Sài Gòn với thời gian giãn cách làm việc online ở nhà thì đã gặp không ít những khó khăn hay là những vấn đề trong cái quá trình là mình làm việc với khách hàng. Trong suốt thời gian làm online ở nhà thì bên ban lãnh đạo kết hợp với bên công đoàn đã có những cái chương trình nêu cao về cái tinh thần cổ vũ cho các anh chị em làm ở nhà. Các hoạt động giải trí cũng như là những cái hoạt động thi đua về kinh doanh đã đẩy lùi được những cái khó khăn và cũng như là giữ vững về cái tư tưởng để luôn luôn được đạt được những kết quả tối ưu nhất trong công việc. Năm 2021 là một năm có nhiều những cái biến động khó khăn cho các doanh nghiệp và trong đó có công ty chúng ta. Việc giãn cách xã hội dẫn đến rất là nhiều khó khăn cho mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh của văn phòng VNPARCO miền Nam. Từ
việc kết nối doanh nghiệp, gửi sản phẩm và ghi hình thì tất cả đều bị hoãn lại. Tuy nhiên, bằng sự lạc quan và giữ vững tinh thần của toàn bộ anh chị em công nhân viên trong văn phòng, chúng ta đã cố gắng để giữ nhịp làm việc và có nhiều khởi sắc hơn sau khi mà trở lại trạng thái bình thường mới. Một năm đi qua với rất nhiều sự kiện xảy ra, có những dự định đã được thực hiện, cũng có những ấp ủ chưa thể thành hiện thực. Những khó khăn, gian nan và cả cơ hội chính là phép thử để chúng ta bộc lộ sự sáng suốt, bản lĩnh, lòng kiên định và cả sự tử tế. Như tất cả mọi người đều biết thì đại dịch Covid-19 trong năm vừa qua nó diễn ra rất là phức tạp và nghiêm trọng. Chính vì cái tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như vậy thì đã xảy ra cái tình trạng giãn cách xã hội trong khoảng thời gian rất là dài. Điều này thì ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam chứ không chỉ riêng một doanh nghiệp nào. VNPACO thì cũng không phải là một ngoại lệ, thì chúng ta cũng đã gặp phải những cái khó khăn rất là lớn. Có những thời điểm thì doanh thu của công ty sụt giảm chỉ bằng 1/3 so với mọi năm. Vì giãn cách xã hội thì mọi người cũng không thể đi làm, cũng không thể là đi sản xuất bình thường được. Các bạn sale thì chuyển sang kinh doanh tại nhà, có nghĩa là làm việc work from home. Nhưng mà ngược lại thì các bạn ở bộ phận sản xuất thì không thể là làm việc tại nhà được. Trong khi đó thì nhu cầu làm truyền thông marketing của khách hàng cũng rất là nhiều, và khách hàng thì luôn luôn là dục chúng ta phải là sản xuất để có tư liệu làm truyền thông. Đứng trước cái thực trạng như vậy thì ban lãnh đạo công ty cũng đã chuyển hướng. Thay vì sản xuất trực tiếp tại hiện trường thì chúng ta đã đưa một số các cái chương trình mới sản xuất tại trường quay vào kinh doanh. Điển hình là chương trình chuyên gia cho mọi nhà và TV Shopping. Thì cũng rất là may mắn là các cái chương trình này cũng đã đạt được những thành công nhất định. Năm 2022 thì khả năng cao là tình hình dịch bệnh cũng chưa có chiều hướng giảm và thậm chí có thể là còn diễn biến theo cái chiều hướng tiêu cực hơn. Thì chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì cái mục tiêu của mình thôi, đó là nâng cao chất lượng dịch vụ, các chương trình phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Thì để làm được việc này thì chúng ta lại cần phải đầu tư nhiều hơn nữa vào trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng, máy móc. Ngoài ra thì đưa thêm một số những cái chương trình, một số những cái mũ chương trình mới vào khai thác. Đồng thời là chúng ta phải nâng cao hơn nữa cái trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ công nhân viên. Và ban lãnh đạo công ty cũng đang nghiên cứu và đưa ra một số những cái sản phẩm mới để đáp ứng tốt hơn nữa cái nhu cầu của khách hàng. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và có một tập thể trẻ trung, nhiệt huyết, năng động sẽ là tiền đề để VNPACO bứt phá, khẳng định vị trí hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông marketing. Vậy là năm 2021 với đầy những khó khăn thách thức đã qua đi. Thay mặt cho ban lãnh đạo công ty, tôi xin gửi lời tri ân tới tất cả anh chị em vì những nỗ lực không ngừng trong năm vừa qua. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an tới tất cả anh chị em cùng gia đình. Mong rằng mọi người sẽ đạt được những cái dự định trong năm 2022. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì tôi gửi lời chúc đến toàn thể ban lãnh đạo công ty, các anh chị cán bộ công nhân viên của công ty cùng toàn thể gia đình một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, và chúc cho chúng ta một năm đại thắng, thành công, rực rỡ. Một năm khó khăn đã qua, hy vọng trong năm 2022 công ty sẽ có những bước đột phá mới, thành công hơn nữa, và chúc cho anh chị em trong công ty VNPACO hoàn thành và đạt được chỉ tiêu đề ra trong đầu năm 2022, đặc biệt là có sức khỏe dồi dào, gặt được hái được nhiều thành công và may mắn. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì thay mặt cho công đoàn của VNPACO xin chúc tất cả các anh em của VNPACO một năm mới ăn nhiều hơn, chơi nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn và một năm mới có nhiều tiền hơn. Sang năm Nhâm Dần thì chúc mọi người là đạt được kết quả đã đề ra và thành công hơn nữa, đặc biệt là sức khỏe để đảm bảo được những mong muốn và cũng như là những chỉ tiêu đề ra. Hy vọng là năm 2022 sẽ là một năm thành công rực rỡ với tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ hoàn thành được tất cả những cái kế hoạch kinh doanh cũng như là các cái công việc sản xuất, mọi người đạt hiệu quả tốt nhất.
Chúc cho mọi người, chúc cho chúng ta có một năm mới thành công, rực rỡ, nhiều sức khỏe và tài lộc và may mắn. Chúc mọi người một năm Nhâm Dần nhiều sức khỏe, may mắn và thành công hơn nữa trong công việc. Chúc mừng năm mới, chúc thành công.